Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Được sự cho phép của thầy Gia Cát, ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 1 âm lịch. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị Ất Dậu sinh năm 1945 cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 1 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì xin chúc mừng quý vị, tháng 1 sẽ là một trong những tháng cực kỳ may mắn đối với quý vị đó ạ. Sau bao năm khổ sở thì bây giờ cũng là lúc gia chủ tuổi Ất Dậu phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của quý vị cực kỳ có nhiều điều tốt lành, gia đạo yên ấm, bình an, và đặc biệt là trong tháng 1 âm lịch thì quý vị sẽ được yên tâm về gia đạo, con đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ, khiến cho rất nhiều người phải ghen tị và ghen hờn đỏ mắt, cúi đầu ngưỡng mộ là đằng khác. Và cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng thì hoàn cảnh tác động, nhưng mà từ nay trở đi thì có thể là phát triển không ngừng. Và sự nghiệp thì tháng 1 âm lịch này sẽ thâu thu được rất nhiều kết quả tích cực, tiền bạc làm ra nhiều. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc thì bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo dựng. Tháng 1 âm lịch thì được quý nhân phù trợ, nên là các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tụt mất cơ hội này. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Quý vị, trước khi vào nội dung chi tiết thì cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận thông báo và ủng hộ cho chương trình. Nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 mệnh thủy, tuyền trung thủy là nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn của đời mình. Đây cũng là mẫu người đam mưu, túc trí, giàu tham vọng, song con đường họ đi lại luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm những việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng, nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của người sinh năm 1945 Ất Dậu. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín và giữ bí mật rất tốt, nhưng họ thường đi phê phán và đánh giá người khác thẳng tính, nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha và nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi. Tuy nhiên, tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên có nhiều fan lận đận. Tháng này, vận thế của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 rất tốt. Với những gia chủ vẫn còn nặng lòng với công việc thì những kế hoạch đã thai nghén trong giai đoạn vừa qua sẽ trở thành hiện thực. Tình hình tài chính dự kiến là sẽ cải thiện vào cuối tháng. Về đời sống cá nhân của những người tuổi Ất Dậu, tử vi dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực. Một số người đang chờ đợi sự sung túc của gia đình. Xét về thiên can, Ất Âm Mộc gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Ất Dậu trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không đáng có và làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người tuổi Ất Dậu sẽ có vận trình sự nghiệp rất ổn, dù làm ngành nghề gì cũng đều có bước phát triển rất tốt. Người làm việc cho người khác thì sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến. Dù gặp khó khăn trở ngại gì cũng được quý nhân chiếu cố giúp đỡ kịp thời, tài năng cá nhân được phát huy, thể hiện hết mình, từ đó thăng quan tiến chức. Tài năng lãnh đạo của họ sẽ được phát huy một cách hiệu quả, có thể giúp họ ươm mầm được nhiều nhân tài có năng lực cho công ty. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng này, vận trình tài lộc của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 thăng trầm bất định. có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn phải chi tiêu rất nhiều cho bản thân và gia đình, mua sắm tiêu xài nhiều nên nguy cơ thất thoát không hề nhỏ, tiền trong túi tỷ lệ nghịch với chiều dài của hóa đơn mà gia chủ cần phải chú ý. Mặt tốt đó là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm phần chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết thêm tay nghề, đặc biệt là những nghề tay trái hoặc đầu tư cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu chính từ công việc của mình. Tăng thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản chi phí cũng tăng không ít, cần lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần, sức khỏe của người tuổi Ất Dậu rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại, tử vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này, nhẹ thì xây xước chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục. Cho nên với bất cứ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân, tiền tài danh vọng tài lộc Ất Dậu đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn nhé. Đời sống, sinh hoạt cần phải điều độ hơn, không thích hợp đến mấy tụ điểm giải trí không thích hợp với độ tuổi, nên hạn chế các cuộc hẹn xã giao. Gia chủ cũng cần phải chú ý tập luyện các động tác phù hợp với độ tuổi và cũng đừng quên các cuộc hẹn với bác sĩ định kỳ. Các quý gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Ất Dậu không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn và lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đường số. Dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi và tốt nhất là nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình, người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạch Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hòa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp Phú Long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 1 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất của chương trình này nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.